quý vị và các bạn, khối không khí lạnh liên tục tràn về với tính chất khô đã mang đến cho các tỉnh thành Bắc Bộ những ngày cuối thu trời ít đến quang mây, khiến nắng hanh vàng khá mạnh. Nhưng chính bầu trời quang mây khiến đến tối và đêm thì quá trình phát xạ nhiệt diễn ra mạnh mẽ. Nhiệt độ ban đêm giảm đi nhanh chóng với nền nhiệt độ tiếp tục thấp, chỉ khoảng từ 19 cho tới 21 độ, vùng núi nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 16 cho đến 18 độ. Thậm chí khu vực núi cao như là Đồng Văn ở Hà Giang, Mẫu Sơn ở Lạng Sơn, Trung Khánh ở Cao Bằng nhiệt độ chỉ từ 12 cho tới 14 độ. Thậm chí ở tại đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai, đêm 30-31 tháng 10, nhiệt độ còn xuống dưới 0 độ C, khiến cho hơi nước ngưng tụ và tạo thành những lớp băng mỏng bao phủ trên các bề mặt và tạo thành các nhũ băng kỳ thú. Những khối băng xuất hiện khắp nơi tạo thành những hình ảnh rất lạ và đẹp mắt. Những du khách đến đây không khỏi thích thú, nhiều du khách còn cảm thấy may mắn khi bắt gặp cảnh tượng này. Dự báo đêm nay tình trạng băng giá tại nóc nhà Đông Dương khả năng sẽ còn lặp lại. Về đêm và sáng còn lạnh là vậy, nhưng sang ngày mai trời lại tiếp tục có nắng từ sớm và thời gian nắng kéo dài trong ngày. Do có nắng nên nhiệt độ trưa chiều trên toàn miền lên cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng là từ 30 cho tới 31 độ. Cùng với nắng và nhiệt cao, độ ẩm ban trưa chỉ trong khoảng 40 cho tới 50% nên trời vẫn rất hanh khô. Đới gió đông bắc khô cũng ảnh hưởng xuống cả miền Trung. Vì thế mà trong đêm nay và ngày mai ở phần phía Bắc, các tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, thậm chí là xuống tới tận Quảng Bình, trời cũng ít mây nên nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, chỉ còn ở mức là từ 18 đến 20 độ nên trời cũng chuyển rét nhẹ về đêm và sáng. Trong khi đó với các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế, thậm chí là cả khu vực Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam, nhiệt độ còn giảm xuống từ 20 tới 22 độ cũng khiến trời trở lạnh. Tuy nhiên, sang đến ngày mai, cả miền Trung có nắng sớm, khiến nền nhiệt độ tăng nhanh. Nhiệt độ ở tại các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế duy trì ở mức là từ 29 cho tới 31 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiệt độ là 30 tới 32 độ. Trạng thái ít mưa, ngày nắng cũng duy trì trên cả hai khu vực là Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai. Ban đêm nhiệt độ ở Tây Nguyên vẫn thấp, chỉ còn từ 17 tới 19 độ, trời rét. Trong khi đó ở các tỉnh miền Đông của Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm xuống dưới 22 độ nên trời cũng chuyển lạnh. Sang ngày mai thì khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng sớm nhưng nhiệt độ cao nhất ngày mai được dự báo không quá cao. Ở Tây Nguyên là từ 27 tới 30 độ, còn ở các tỉnh thành Nam Bộ là 30 tới 33 độ. Chuyển sang dự báo thời tiết biển, bão số 7 Yutu đang di chuyển về phía đông nam Trung Quốc nên ngày càng thu hẹp ảnh hưởng tới các vùng biển của nước ta. Ở tại quần đảo Hoàng Sa chủ yếu có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh và ở rìa tây nam cơn bão số 7 nên khu vực có gió đông bắc mạnh, chủ yếu ở mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Riêng vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 và giật cấp 12, biển động rất mạnh. Ở khu vực phía nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc chủ yếu với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, thời tiết phổ biến ít mưa. Từ khoảng ngày 4 thì giải mưa dông phía nam có xu hướng mở rộng lan lên khu vực này khiến tầm nhìn hạn chế và khả năng là có gió giật mạnh trong cơn dông. Như vậy là ngày mai cả ba miền Bắc Trung Nam của nước ta tiếp tục có chung một kiểu thời tiết, đó là ít mưa, ban ngày trời nắng. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời hay giao thông đi lại, nhưng quý vị cũng lưu ý để giữ gìn sức khỏe. Bản tin thời tiết tổng hợp tối ngày 1 tháng 11 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.